chứ cầm cái máy lên đi, cầm cái máy lên nghe mới rõ, cầm cái máy lên nghe mới rõ. Nó để sát giống như nói thường vậy. Để vậy hả? À, để giống mình nói thường ở đó vậy, để không để thường thôi, cầm đây vậy này vậy đó. Điện thoại của sư có Zoom không? À, đang nói chuyện với cô Yến Nhi thì chắc có lẽ được. Trong điện thoại của sư có Zoom không sư? Trong điện thoại của sư mở ra, sư ra ngoài, thoát ra ngoài thử. Thoát ra ngoài thử. Uống trong thiền. Dạ. Đúng rồi. Pháp án này là cái người đó sẽ thích thú trong thiện pháp và trong bất thiện pháp luôn. Chẳng hạn như giờ ngồi thiền mà có lên thì thích thú vô đó thì gọi là pháp. À, thí dụ là thích vô trong thiền định á cũng là pháp ái, mà thích vô trong thiền quán á cũng là pháp ái luôn. Cái tâm này nó khởi lên nó thích đó là pháp ái. Còn thí dụ là nó không phải là pháp ái, là người ta chỉ chẳng hạn như là cái cảm thọm là nó sanh khởi lên, người ta chỉ ghi nhận biết cái đó là thọ lạc thôi, là cái này là không phải là pháp ái, mà cái tâm mà nó thích vô trong đó đó thì gọi là pháp ái. Như vậy là ái nó có sáu: sắc ái, tình ái, tri ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. À, thường thường là quý vị thiền sư là thường nói quý vị ngồi thiền mà quý vị thích trong đó là tâm tham á, là đó, nó là đó đó. À, nhớ ngang cái phần này tôi để riêng qua bên để giải thích sau. À, cái này là tanha, tanha. Còn bây giờ mình nói tới cái dục này, tranh đá này. Cái dục tranh đá này á là nó có ba loại. Cái thứ nhất là ka má tranh đá. À, từ Bali viết ra luôn. Kamat chanda là tham dục. À, tham dục là cái gì? Dục là sự mong muốn. À, mong muốn. Nó đơn giản là nó mong muốn thôi. Nó chưa có lại gì hết. À, nó mong muốn. Chẳng hạn nó mong muốn trong cảnh sinh, kinh khí, kinh vị, kinh xúc. À, gọi là mong muốn dính mắc vào đó thì gọi là tham dục. À, rồi cái thứ hai á là tham mắt chanda là pháp dục. À, cái này cũng là cái pháp dục này là cũng sự mong muốn này. Mong muốn làm gì? Mong muốn hành thiền, mong muốn bố thí, rồi mong muốn đến đạo quả, mong muốn niết bàn. Thì cái sự mong muốn này á, nếu mà nó mạnh lên á thì nó trở thành là dục như ý túc, là sự mong muốn mà tu tập thiện pháp. Thì cái mong muốn này thì nó không phải là như cái hồi nãy mình nói, cái kia là ái, còn cái này là sự mong muốn là dục. Nói ba cái là bắt đầu giải thích từng cái. Cái thứ nhất là ka mát chanh đá, là tham dục, là dính mắt cảnh trần. Cái thứ hai là tham mát chanh đá là pháp dục. Cái thứ ba là cát tú cầm giá ca chanh đá, là cái này là tác dục. Vậy là có ba cái. Cái tác dụng này là cái sự mong muốn của Phật A La Hán, của Đức Phật. Chẳng hạn như ngài muốn thuyết pháp, ngài muốn nghỉ ngơi, hoặc là tất cả những trong sinh hoạt á, thì các vị A La Hán đều có cái sự mong muốn hết, thì gọi là tác dụng. Nhớ ngàn dục có ba cái: tham dục, pháp dục và tác dục. Tham dục là muốn dính mắc trong năm cảnh thần. Pháp dục là muốn tu tập tạo thiện nghiệp. Khi mà cái sự mong muốn này tạo thiện nghiệp, muốn ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, muốn đến đạo quả, thì cái này thì nó phải đi đôi cái sự thực hành, chứ không phải nó ngồi đó mới muốn không. Chẳng hạn như là ví dụ người ta muốn đắc đạo quả đi, còn luôn luôn nó có một cái hoài bão thiết tha, có một sự ước ao, rồi bắt đầu nó cộng với cái sự tu hành nữa, thì cái mong muốn này sau này nó mới trở thành tựu. Còn thí dụ mà mình không có cái pháp dục này á, mình tu không tới đó, mình muốn tu muốn nghỉ, mình gặp mà mình khổ quá thì mình tu, mà mình sướng quá thì mình không có tu đó, thì cái này nó không có gọi là tham mát chanh đá được. Tham mát chanh đá có nghĩa là cái sự mong muốn này nó luôn luôn có với mình, không bao giờ nó mất, dù cái đó là mình khổ hay là mình nghịch duyên á, hay là mình thuận duyên. Nhưng mà cái hoài bảo thiết tha, cái sự mong muốn này ra khỏi dòng sinh tử luân hồi này, cái sự mong muốn này đưa đến thảo quả này là luôn luôn nó có. Nó luôn luôn nó có, thì nó lên thì nó trở thành là dục như ý túc. Trong cái pháp dục như ý túc 37 phẩm trời đạo á,
dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc, thì cái này là nó nên trở thành dục như ý túc. Đó. Rồi cái phần mà cách tú cầm giá ta chan đá là cái này là tác dục là cái sự mong muốn thiết pháp giảng đạo của Đức Phật, của bậc A La Hán. À, sự mong muốn người chẳng hạn như Đức Phật bây giờ thiêu ngày thuyết pháp mệt quá đi, thì ngài nói này à, Xá Lợi Phất thôi à, nói tiếp Như Lai thuyết thiết cái bài pháp này, Như Lai muốn nghỉ ngơi đó, thì cái đó gọi là tác dụng, à, là sự sinh hoạt trong đời sống của bậc A La Hán gọi là tác dụng. Nhưng mà cái tác dụng tôi để bằng bên nói gì là mình hiểu rồi, nó còn lại hai cái đó, một cái tham dục với lại một cái pháp dục đó. Vì nắm dành chưa, nắm cái này chưa, chưa họ họ chưa giải thích gì, bên gì có gì thắc mắc không? À, dạ ở trong cái tứ như ý túc có dục cần tâm thẩm á, thì cái dục đầu tiên á là pháp dục, sư nói phải không, phải pháp dục không? Đúng rồi cái đó nó mạnh lên là luôn luôn nuôi dưỡng cái đó. Chẳng hạn như thí dụ một người mà tu hành mà thấy được cái sự khổ đó, người ta muốn nuôi dưỡng cái đó để người ta tu hành hoài, cái đó là mặt hoài, thì cái mong muốn nó gọi là pháp dục á, thì tới khi nào nó mạnh lên thì nó trở thành dục như ý túc. Rồi còn cái đầu tiên là tham dục cảnh trần á, tức là mình là chúng sanh á, mình tham dục cảnh trần á, phải không sư? Đúng rồi, mình muốn, mình rất là thích, chẳng hạn như bây giờ mình thích, mình thấy nhà mình đẹp mình thích nè, mình thấy xe mình thích, mình thấy tiền mình thích nè, những cái nào mà mắt mình thấy là gọi là sắc dục á, mình muốn có cái đó. Đó. Còn khi mình dính mắt cái đó là khác, mình dính mắt cái đó là ái, còn mình muốn nó chưa có, mình ở là sự muốn. À, thì mình muốn có nhà, muốn có xe, muốn có tiền, à, mình muốn có đất, tất cả mọi thứ mà do đâu mắt mình thấy á, à, thì đó gọi là mình muốn trong cảnh sắc, gọi là sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, à, dục là mong muốn, mà muốn năm cảnh trần. À. Vậy con hỏi, thí dụ như mình muốn làm những cái thiện pháp như là cúng dường, bố thí, trì giới, coi như là những cái thiện pháp đi, thì cái muốn đó nó thuộc loại cái thứ nhất, có phải không sư? Tham dục cảnh trần hay là không phải? Không, cái muốn đó nó gọi là pháp dục á. Pháp dục á, dạ. Dạ. Pháp dục á, nó gọi là thiện pháp á, thực hành trong tám tâm đại thiện á. Thiện pháp là cái này này, cái này mà nó mạnh lên này, thì nó sẽ có trí tuệ. Dạ. À, đấy. Như một người mà muốn đắc đạo quả đó thì cái người này phải tu thiền đó, thấy không? Dạ. Thì mình muốn thoát tầm sanh tử luân hồi là mình phải tu tập đó. Ừ. Chứ không phải là nó muốn, chỉ là muốn không mà không làm gì hết đó. Thuộc về pháp dục, con hiểu rồi. Dạ. À, pháp dục, tham dục, pháp dục, tác dục, nó có ba cái đó. Dạ. Khi mà mình muốn rất là nhiều thứ mà nó liên quan đến vấn đề mà sắc thinh hương vị xúc á, thì mình muốn tham dục đó, mà mình muốn tạo nhiều cái điều kiện để mình tu tập, mình muốn tu thiền, mình muốn nghe pháp, thì cái này gọi là pháp dục. Pháp dục, dạ. Dục nó là một cái tâm thiện, chứ nó không phải là tâm tham. À, nó khác hơn cái lúc mà lúc đầu tôi nói là nó thuộc về là ái pháp. Ái pháp là nghĩ sao cũng như là mình ngồi thiền, tự nhiên mình sanh khởi cái thọ lạc, cái mình thích quá. À, mình thích quá thì mình muốn ngồi nữa. À, cái đó gọi là pháp. Pháp này gọi là pháp ái, dính mắt vô trong cảnh thiền. Cái đó là tăng há, phải không sư? Tăng há. Cái đó là tanh ha đó, cái đó là tham á. Dạ, đó là tanh ha đó. Dạ. Cái đó là tanh ha, còn cái này là cái này là chan đá. Hai cái dạ, này khác nhau luôn đó. Một dạ, cái là tanh ha, một chan đá. Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn sư. Rồi xong phần dục chưa? Còn muốn hỏi gì phần dục nữa không? Ai thắc mắc gì phần dục nữa không? Ở đây sư muốn đọc một cái đoạn mà sư thấy ở trong cái cuốn tập của sư mà nói cái lời của ông thiền sư Tây Giải Am nói này. Giờ thưa sư, người ta nói rằng dục có hai mặt tốt và xấu, nên khi một người thích thiền tập tức có gọi là chan đá hay không? Đó là câu hỏi ha. Ra nghe câu hỏi không? Dạ nghe. À, bây giờ ông trả lời này. Không nói chắc được, tôi có gặp một người, chắc là người này bị tâm thần. Anh ta rất muốn đắc đạo quả, anh ta rất muốn giác ngộ, cho nên anh cứ tập thiền bất cứ giờ giấc nào. Sự mong muốn này
từ lúc đầu thì tốt mà thành ra tham không thể nào gọi là tốt được. Như vậy tức là lúc đầu có thể là chanh đá nhưng mà từ từ nó trở thành tăng ha. Dạ đúng rồi, nếu mà mình không khéo. Dạ đó, ông nói đúng á. Nếu mà lúc còn tàu mình á, lúc còn tàu mà chanh đá đó, mà mình cứ giữ cái chanh đá này hoài, mình đừng thích đó, mình cứ dẫn tu tập. Khi mình mong muốn, mình coi như là mình ôm cái hoài bão thiết tha này, mình dẫn tu tập điều. Còn cái mà mình mong muốn này lên, bắt đầu mình thích vô đó, nó thay đổi từ cái tâm thiện qua tâm tham đã. Thành ra mình nói rằng là tôi tham là tôi muốn đi hành thiền hành đồ vậy, mình cẩn thận cái tâm của mình, phải vậy không? Phải cẩn thận cái tâm của mình, nếu mà không cẩn thận thì nó từ từ canh đá nó chảy qua canh ha đó, phải không? Dạ đúng rồi, nếu mà mình biết á, mình biết cách á thì nó sẽ không chảy qua canh ha. Đây này ông nói này, khi mà mình tu thiền đó, khi mà mình tu thiền á thì cái thọ lạc nó sanh lên, thì mình tránh niệm mình biết đó là thọ lạc thôi đó. Mà mình đừng có thích đó, mình thích vô trong đó, mình thích trong đó là nó thay đổi từ cái canh đá nó thành cái canh ha rồi. Còn mình chỉ hay biết là nó là thọ lạc thôi, còn ví dụ cái vị cũng về như vậy thì về bên cái ví dụ pháp, khi mà ta nói chữ chanh đá đó, ta ý ta muốn nói cái tốt không à, ta không bao giờ nói cái xấu, phải không? Tại vì khi mà tại vì cái tâm phiền não cái chanh đá này mà cái chanh đá này mà tham má chanh đá đó thì mới nói cái tốt, chứ còn cái ca má chanh đá đó, cái ca má chanh đá là thì cái tham dục, và cái này là cái xấu nè. Như vậy thì dục chanh đá cũng có dục cũng tốt có xấu có, nói vậy là đúng rồi, phải không? Đam mê chanh đá mới được, chứ còn hiểu mà cam mê chanh đá là không được, phải không? Dạ đúng rồi, cái dục này nó có tốt có xấu này, một cái là ca mát chanh đá là tham dục, còn một cái là tham mát chanh đá là pháp dục đó. Được rồi, vô Phật. Ông thầy ông nói đúng á, trong cái bài đó nói nó đúng á, nhưng mà tại vì con học quy y pháp là rất là chặt chẽ nên nói ra là con hiểu liền, mà không biết người khác thì có chưa từng học, không biết học không còn tiếp. Nhưng mà ông nói là chính xác lắm. Tại vì còn gì nữa không? Còn gì thắc mắc thì cái dục nữa không? Thì nói ra cái khác. Ông có nói một điều nữa nè. Rất nhiều người hỏi tôi nếu tôi muốn thiền tập, thưa sư có phải cái đó là chanh đá không? Tôi nói với các vị ấy rằng không trả lời được, mà chúng ta phải nhớ kiểm tra phẩm chất của tâm thế nào vào lúc này, xác nhận có phải chanh đá hay không phải chanh đá. Trí tuệ cũng muốn vì trí tuệ hiểu rõ điều muốn là tốt, nhưng phiền não cũng muốn bởi vì phiền não tốt nhưng mà không hiểu cái gì đúng cái gì sai. Đúng rồi, ông nói đúng chứ. Ông nói mình khi mình muốn gì mình phải kiểm tra cái tâm mình. Kiểm tra mình, nếu mà mình thích cái gì, nếu mà mình có cái sự thích như mà dính mắc cái đó, đó là nó bị tâm tham rồi đó. Còn ví dụ mình muốn nhưng mà mình đi lên cái chuyện tu tập mình để mình giải thoát thì cái đó khác. Nó cái người mà có trí tuệ cái điều này, cái người mà chắc khó lắm, tại cái tâm nó nhanh lắm. Thấy được rồi, tâm nó nhanh lắm. Hãy tiếp tục đi. Dạ cho con hỏi được không sư? Hỏi đi. Hả? Sư ơi, nhưng mà giờ con thấy confusing quá chừng đi. Tại vì mấy hôm mình nói khổ lạc hay là khổ gì nữa, nó cũng đều là không được hết. Rồi giờ cái này nếu mà cái pháp dục thì nó tốt hơn cái gì nãy sư nói tiếng pháp dục là tham mát chanh đá là tham dục. Dạ, con thấy confusing quá. Là tại vì pháp dục thì nó thì tốt là thiện, mà cái tham dục thì nó là bất thiện, thì cái nào cũng là cũng bị dính hết, mà tại sao lại nếu mà pháp dục thì nó là tốt? Đúng rồi, cái này ở cái chỗ này á, là người ta giải thích cái tâm tham hay là cái tâm thiện, chứ người ta không có nói tới cái đời vô thường, chưa nói tới cái đời vô thường, hiểu không? Cái này là ta nói về tâm tham với tâm thiện, pháp dục với lại tác dục, pháp dục với lại tham dục đó, hiểu không? Nó một cái mức độ là ta phân tích về cái ngay cái chỗ cái pháp dục là cái tham dục. Còn nếu mà nói về tứ diệu đế đó, nói về tứ diệu đế thì trong cái khổ đế đó thì không những rằng là mình chỉ đau khổ, người ta làm mình đau khổ, nhưng mà ngay cả cái thọ lạc á nó cũng là khổ nữa, là bởi vì nó thay đổi liên tục. Cái đó là nói về tứ diệu đế, còn cái này là nói cái chỗ này là phân tích về cái dục, hai cái này nó khác nhau. À, khi mình học thì mình phải biết cái nào với cái nào, chứ không phải là cứ lẫn lộn là khó là ở chỗ đó đó. Cái pháp học là vậy. Dạ đó. Pháp học là mình phải biết người ta nói cái gì, người ta đang nói về cái gì. Dạ. Phải là mình gom chung cái được, nhưng mà người ta nói cái đó là ở cái chỗ nào, ta nói cái gì đó.
Pháp Phật là phải vậy đó, rất chính xác. À. Đó, không biết cô Kim cô chịu chưa hay là cô còn muốn hỏi nữa? Con thấy tại vì cái pháp cái gì đó, gì pháp đó thì pháp thiện đó thì nó cũng vẫn là cũng kẹt rồi, cũng kẹt vô trong đó rồi. Mình đâu có như thế này này, cô Kim này, cái xong cái mà sư Phật Thái nói là Phật Thái phân loại cho mình thấy cái gì, cái này ta nói tốt này, cái này đi xấu này. Nhưng mà xấu tốt á, nếu mà mình tu tập ra mình thấy ăn thua là cái tâm của mình thôi. Nó mình đang ở trong cái tốt đó, mình đang thích thanh thiên mà, nhưng mà vì mình muốn quá tâm ra tới là nó xấu. Đấy. Phải vậy sư Phật Thái, ăn thua là cái cốt ráo trong này, cái chốt trong này là cái tâm thôi. Người ta muốn sắp mình vô trong cái này cũng được, nhưng mà nếu như cái tâm của mình mà bậy thì tự nhiên nó chuyển từ cái này qua cái kia. Có phải vậy không? Bây giờ nói thêm chút nữa nè, nói thêm chút nữa cho cô Kim nắm rõ nè. Ví dụ á, mình thường thường là mình sống với tâm tham là nhiều, tâm sân là nhiều, tâm si là nhiều, mình ít có tâm thiện. Mà cái người mà muốn á, cái người mà muốn có phước á, cái người mà muốn tu tập mà để tạo ba la mật và đưa ra giải thoát á, thì bắt đầu mình phải thực hiện các cái pháp lành để cái tâm thiện nó có. Thì khi mà cái tâm thiện nó có đó, thì trí tuệ nó mới sanh vô trong cái tâm thiện đó, thì nó mới đưa đến đạo quả được. Thì khi mà cái trí tuệ mà nó sanh như tâm thiện á, khi mà nó có trong tâm thiện mình nhiều lên rồi đó, thì lúc bây giờ nó có trí tuệ đó, thì bắt đầu nó nhích lên chút nữa cái là thành tâm đạo quả. Thì cái tâm đạo quả đây á, khi mà tâm đạo quả rồi thì nó mới hiểu rằng tất cả mọi thứ là vô thường hết. Đó, chẳng hạn như là cái lạc nó cũng vô thường luôn. Đó, nhưng mà mình không có tâm thiện, mà muốn đắc đạo quả là phải có tâm thiện, muốn đắc thiền là phải có tâm thiện, muốn yên ổn là phải có tâm thiện, mà muốn có phước là phải có tâm thiện. Đó là phải thực hiện tâm thiện này cho nó đầy đủ, từ cái nhân này mình mới giải thoát được. Từ cái nhân mà trí tuệ này nó mới thấy được cái tính chất là cái khổ là nó cũng đều vô thường hết. À, vô thường nên thử ra nó mới khổ. Đó, nó đi tuần tự như vậy đó. Chắc cũng chưa nắm được đâu. Thế làm thinh là chắc chưa nắm được. Thế được. Dạ thì thôi con cứ bình thường đi, là chừng nào chắc mình cũng chưa tu cho nên mình chưa có trí tuệ, thành ra mình chưa có hiểu sâu lắm. Tại vì cô Kim nói như thế này, người ta pháp học ta nói một chuyện mà pháp hành nói một chuyện. Khi pháp học người ta nói cho mình đủ hết tất cả mọi chuyện. Còn khi pháp hành á, thì là người ta chỉ nhắc mình cái gì đơn giản thôi. Bây giờ mình quan sát cái tâm của mình á. Muốn cái gì mà muốn quá, cái tâm nó kích động như quá là cái đó là coi chừng không đúng rồi. Đấy vậy thôi. Như con vậy, con nói thiệt với sư là con muốn nó muốn ngày nào cũng phải tu tập để phải giải thoát. Chứ không là kẹt vô, dù có giàu sang, dù có này kia nọ, có hưởng, có tiền, có đủ thứ rồi, nó cũng chả có lại gì hết. Thành ra thật thật là giờ con chỉ muốn làm sao để mình phải giải thoát thôi. Cái đấy, đó là nhưng mà cái muốn mạnh lắm. Điều như thế này, khi mà mình muốn quá mà cái tâm mình nó bị căng thẳng là không được rồi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn giải thoát mà vì lý do vì gia đình của cô chưa có làm được những chuyện đó mà tâm cô căng thẳng là không nên rồi đấy. Cái muốn là tốt này này. Nhưng mà vì cái thái độ của mình, cái tâm của mình không kiểm soát, để nó bức xúc, nó bực bội thì thua rồi. Ví dụ như bây giờ là cô muốn hành thiền để thì giải thoát, hôm nay là tôi muốn hành thiền thôi, nhưng mà trong gia đình cô, con cô hay là cô nói thôi hôm nay đi bà rảnh bà bực bội chút thì giờ đi nhỏ cho vui được cái nọ. Cô đi mà cô bực xúc, cô bực bội, cô suy nghĩ mình đáng lẽ mình hành thiền, còn cô đang nói thôi được, nhân duyên chưa tới thì mình chấp nhận tạm thời mình sống với gia đình mình đi. Đó, thì nếu mà giữ được cái tâm mình nó cứ quân bình hoài đó thì bất cứ thiện ác gì cũng sao hết trơn á. Còn mình nói mình muốn tu rồi mình gì để cô lập với những người xung quanh mình, người ta tới mình không buồn, mình không tiếp, mình làm đủ thứ chuyện mình bực bội đó, thì cái đó không nên đó. Vậy thôi, cũng vậy. Đúng rồi cô Kim, cô mong muốn cái điều đó là điều tốt á, thì thấy đúng á, cô cứ giữ cái đó quả. Con mong muốn thì không phải mong muốn, mà cái gì ngày đêm nó thúc giục, tự nó thúc là phải tu, phải nhớ về cái này kia nọ, lúc nào cũng vậy hết. Cái gì nó giục con cũng không biết nữa. Thì nó giục chứ thì muốn... tốt rồi, không có sao hết đó. Nhưng mà tốt nhất nữa là mình nên cẩn thận với cái tâm của mình, có vậy không? Mình còn phàm mà, mình đâu đã thánh đâu. Thì nó giục thì mình phải biết. Thì nó kêu mình tu thì mình giữ cái tâm tu thôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư nói nè, cô Kim muốn tu, bây giờ cô đi chơi cô cũng ráng có trách nhiệm thì đó đó, thấy không? Mình nói mình muốn tu mà mình đi chơi thôi, mình bỏ trách nhiệm, mình thôi mình tu.
chánh niệm. Dạ. Mình biết đánh là mình biết ngồi thiền, mình biết chánh niệm đó, hiểu chưa nói không? Dạ. Mình biến cái phương tiện trở thành cái sự tu tập của mình, bởi vì mình muốn tu mà. Mình ví dụ chẳng hạn như cháu của sư nó học bác sĩ, mẹ nó kể vậy đó, nó đi đâu nó cũng đem cuốn tập hết trơn á, ai nói gì nói à. À, nó vui chơi với bạn bè rồi, nhưng mà để có thì giờ rảnh là nó mở tập ra, nó đọc qua thử, nó có nhớ lại cái này cái kia không, nó tranh thủ thời gian để nó học. Nó không thể không đi chơi được, nó phải đi chơi chứ. Nhưng mà trong khi đi chơi như vậy, nó cũng đem theo cuốn tập, khi nào mà không có cái gì vui nữa thôi, nó mở tập ra, nó đọc, vậy thôi. Nếu mà thật sự mà mình muốn tu á, gọi là cái mà là khẩn cấp mà tu tập á, là 24/24, lúc nào mình cũng muốn tu hết trơn á, bằng mọi cách, mọi giá, ở đâu cũng vậy hết trơn á. Nói chi rồi để giao lại cho sư Bất Thái, cho sư lỏng trọng vô nó hoài cũng mất công quá. Ngài nói chính xác đó, cô Kim lại bây giờ cô đang nghe vậy là tốt rồi đó, cô cứ tiếp tục đó. Nhưng mà ngài nói làm tu là chỗ nào cũng tu quá đúng không? Cô cứ tiếp tục giữ cái đó hoài, giữ cái sự ước muốn đó, mình từ từ mình tu, đừng có để cho nó bị căng thẳng. Bây giờ cô Kim muốn tu á, cô tìm thích tới các chùa để làm công quả lắm, thấy không? Cô hỏi về phải đúng không? Cô thích nấu nướng thì vậy phải không? Dạ, yeah, không phải. Giờ con mình muốn tu, mình con nguyện tu, mình nấu nướng và mình giữ tánh niệm. Con nguyện đời con có sức khỏe để con phục vụ vậy thôi. Con nguyện để phục vụ hết đó, mình. Thì bây giờ đó, đâu cần chỉ phải là mà muốn tu là chỉ cần nói không mà làm này. Đó. Bất cứ giờ phút nào đi đứng nằm ngồi, bất cứ sinh hoạt gì mình cũng ráng mình duy trì tánh niệm trên, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, cho quân bình, đừng có bị chao động, đừng có bị bực bội. Bây giờ đó cô Kim thấy không, cô Kim muốn tu, cô Kim vẫn vô bếp, vẫn giúp, vẫn phục vụ như thường, mà không buồn cũng giận, ai muốn làm sao làm, hay không đó. Bây giờ tôi có cái khả năng tôi nấu vậy, chị muốn nấu cách khác tôi chỉ cứ nấu không sao hết đó, hay mình cái đó rồi mới giỏi à. Sư đâu có làm gì được, sư tu ở chùa thôi còn răng hoài cái tự nhiên nó quên mất cha, quên mất tiêu hết. Ừ, cô chú nắm bắt chưa được chưa? Dạ, cảm ơn sư, con nóng nắm chừng chừng thôi cũng được, dừng cho tu tiếp đi cái đã. À, tu tiếp. Không, những cái mà ngài nói thì thấy không có dễ, không có khó lắm đâu. Mình đã ứng được thành dễ chẳng hạn như thế rằng là ý là ngài nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày, trong cái sự sinh hoạt đó. Đó, trong cái sự sinh hoạt đó mình đem tiền trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái đó là mình duy trì nó rất là nhiều, chẳng hạn như là mình quét sân, hay là ví dụ mình đi rửa mặt, hay là ví dụ mình tất cả mình sinh hoạt những cái nào mà được gọi là sinh hoạt trong đời sống hàng ngày là điều mình duy trì được chánh niệm hết, thì sau một thời gian thì trí tuệ nó sẽ phát sinh. Mà cô Kim nhớ là sư Bất Thái ông kinh sư lắm, thầy năm nó tốt cho sư không à, đừng có nghe sư Bất Thái nhiều lắm. Không, cái đây là con nói pháp thôi chứ con đâu nói tốt cái ngàn chi, con nói pháp. Dạ. Con nói pháp mà, con đâu có nói, thì ngài nói sao thì bây giờ ngài không có nói, con cũng thấy cái điều đó đúng mà. Con cũng đang hướng dẫn cho người ta đó, đỡ cho ta đó ngài. Cũng cái đưa cái thiền tứ niệm xứ vô trong đời sống hàng ngày đó. Được rồi, vô Phật. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo đi. Đó. Năm quẩn này. Đó. Năm quẩn này. Rồi rồi hủ này, có người hỏi là hủ và hủ trong thập vị nhân duyên đó. Bây giờ nghe muốn nghe cái nào, nghe muốn năm quẩn là nghe hủ trong thập vị nhân duyên. Thêm một câu nữa là bảy số biến hành này. Đó. Mấy cái câu cao đó không phải của tụi con đâu. Tụi con không có tới cái vụ mà hủ với mấy cái nó cao quá à. À, bây giờ sẽ giải thích này không, cũng không có cao gì lắm. Chẳng hạn giờ nói năm uẩn nè. Năm uẩn nè, bây giờ phải biết năm uẩn nè, để cho cái người hành thiền là phải biết năm uẩn. Nó dễ, khi mà người ta giải thích á, mình biết nó cũng dễ hơn. À, năm uẩn mà uẩn người ta dùng cái từ uẩn á, có nghĩa là cái nào gọi là chùm. Một chùm hay là một khối, một đống, một nhóm thì cái đó gọi là uẩn. Đó chứ phải giải thích từ từ để cho cái gì nắm. Đó, gì hiểu chưa? Ta gọi là uẩn là chùm, đống, khối, nhóm là gọi là uẩn. Thì hiện nay nó có là năm uẩn là nói thân về tâm của mình á. Cái thứ nhất là sắc uẩn nè, sắc uẩn là nói về thân á, nó có rất là nhiều, nhưng mà sư không có nói nhiều rồi, nhưng mà sẽ nói một số để cho quý vị biết sao sắc uẩn thì nó có nè, hệ thần kinh nhãn nè, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh tiền, thần kinh thân, rồi cái trong đó là nó có sắc trạng thái nam, sắc trạng thái nữ,
là có nhiều cái trong đó thì nó gom lại gọi một cuốn gọi là sắc. Thần kinh, thần kinh nhãn mình có mà, thần kinh nhĩ mình cũng có nữa. Cái thần kinh là cái chỗ đó, cái tâm nó sanh lên nó bắt cái cảnh sắc. Chẳng hạn như thí dụ mình muốn thấy cảnh sắc thì mình phải có cái hệ thần kinh tốt đó, hệ thần kinh nhãn thật là tốt. Thì khi mà mình mở mắt ra thì mình thấy cảnh sắc đó, thì cái hệ thần kinh nhãn của mình nó không có hư đó. Thì cái chỗ này là cái tâm nhãn thức nó sanh vô đó, nó bắt được cảnh sắc để mình thấy, thì đó gọi là thần kinh nhãn, thì nó nằm trong sắc quẩn đó. Thấy không? Ở trong người đời người ta nói là con ngươi phải không, con ngươi có phải vậy không, cái con ngươi trong đó, con mắt mình đó, trong con ngươi á. Dạ, trong một cái điểm nó thơ ngay chỗ con người chính giữa, ngay chỗ cái chỗ chính giữa đó, ngay chỗ đó nó như là cái đầu cực vậy đó, đó ngay cái chỗ đó, ngay chỗ chính giữa đó, thì cái chỗ đó nó phải còn nguyên đó, thì cái tâm nhãn thức nó mới sanh vào đó để nó cảnh sát đó. Còn nếu mà mình mở cái con mắt ra mình, cái chỗ đó nó hư á, thì cái tâm nhãn thức nó cũng không, khi mình mở mắt ra nhưng mà nó cũng không thấy cảnh sát. Cái phần này đã thuộc về cái phần sắc pháp rồi. Thần kinh thân, thần kinh thân thần nghĩa là những cái nào mà nó xúc chạm vào cái thân mình là mình đều cảm nhận được hết, nóng lạnh này là cứng mềm đó. Thì nói chung ra thì đây gọi là sắc, sắc quẩn. Sắc quẩn có gì có đó, thân thể của mình đó gọi là sắc quẩn. Mà sắc quẩn này á, sắc quẩn này mà nói chung lại đó, nói tóm lại đó, thì cái đặc tính của nó là đất nước lửa gió, nó có bốn cái yếu tố, phải không? Thường mình nói là thân của tôi đó, nhưng mà thật sự là không phải thân của tôi đó, nó thuộc về sắc pháp à đó. Mình không có cái quyền hạn gì trong cái thân này hết trơn ấy. Nó sắc pháp thì nó hơi sắc pháp thì nó có sanh rồi nó có diệt, nó đi theo cái lối của nó, nó sanh diệt hoài biết vậy đó. Khi mà người ta hành thiền người ta niệm hơi thở đó, ta niệm phòng sợp đó, thì ta thấy cái sự mà phòng sợp ra vô, thấy cái sự chuyển động của nó, thì ta hiểu được cái này là cái sanh diệt sắc pháp à, nó không phải là tôi đó. Là sắc quẩn nó có nhiều thứ lắm, mà thứ mình nói một hai cái để cái gì nắm được thôi. Rồi thọ quẩn, thọ quẩn là cái sự cảm nhận vui hay là buồn hay là khổ. Chẳng hạn như cái chân quỳ đau, cái chân quỳ đau là nó thuộc về sắc nha, thuộc về thân nha, nhưng mà nó có một cái tâm đó, nó nương vào cái thân đó, nó cảm nhận được cái sự đau đó à, thì gọi là thân thức thọ khổ đó. Khổ cái thân là chẳng hạn bây giờ mình bị sốt, mình đang bệnh cái nó lên sốt, cái thân của mình nó rất là rã rời mệt mỏi, thì cái đó đó là một cái tâm nó nương vào đó, nó cảm nhận thân thân thức thọ khổ đó. Đó. Thì khi mà mình là cái người mà không có tu hành, là mình cái người bình thường á, thì đa số phần nhiều á là khi mà cái nào mình đã tác động lên cái thân thức thọ khổ đó, mình lập tức là cái tâm của mình nó khó chịu liền, là tâm sân. Tâm sân này nó đi với thọ ưu đó. Như vậy thì trong cái thân này nó có một cái thọ khổ, trong cái tâm này nó cũng có một cái thọ khổ đó. Thì chưa, đó gọi là khổ thân và khổ tâm luôn á. Chẳng hạn như mình bệnh, mình đau, mình khó chịu quá, thì đây là cho mình thấy rằng là cái thân mình cũng khổ và cái tâm mình cũng khổ luôn. Một cái tâm thì nương vào cái thân, nó cảm nhận cái điều đau khổ của cái thân, cái tâm đó, nó cảm nhận nó khó chịu đó. Thì cái đây được gọi là khổ thân và khổ tâm đó, là hai lắm. Tại vì thọ tới cái năm lận mà bây giờ tôi nói là khổ thân và khổ tâm là hai. Còn một cái nữa là sướng của tâm, thích thú của tâm. Chẳng hạn như cái người nào mà họ làm ăn, thí dụ họ trúng mánh, hoặc là thí dụ họ mua bán họ được một số tiền, tự nhiên họ cảm thấy rất là vui đó. Hoặc là hôm nay ai đến cho mình một món quà rất là lớn, hoặc là thí dụ mình ăn một món rất là ngon, mình cảm thấy rất là vui, thì cái vui đó là cái thọ hỷ à, cái thọ hỷ. Mà cái thọ hỷ này á, nó đi với anh tham đó, cái thọ hỷ này đi với anh tham nha. Cái vui này là do là mình được tiền, được của, được danh, được lợi, được rất là nhiều thứ, mình cảm thấy rất là hạnh phúc đó. Mình cảm thấy cái cuộc đời mình cảm thấy mình rất là hài lòng với những cái mà mình nhận. Cái niềm vui này nó luôn luôn đó, nó cảm thấy là được là sung sướng đó. Thì cái thọ này thọ hỷ đi tâm tham à. Rồi còn một cái thọ hỷ đi tâm thiện đó, có nghĩa là mình được bố thí, mình được nghe pháp, hoặc là thí dụ mình được cúng dường, mình được làm chay tăng đó, hoặc là mình làm tất cả các cái điều thiện gì đó, hoặc là thí dụ mình làm phước cho người ta xây nhà vệ sinh, hay là xây làm từ thiện vân vân. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình rất là sung sướng, là hoan hỷ với cái điều lành đó, điều thiện đó, thì cái thọ hỷ này nó đi tâm thiện. Thấy không? Cái hồi nãy thì cái thọ hỷ đi tâm tham, mà bây giờ cái thọ hỷ này thì nó đi tâm thiện à. Rồi á, như vậy là thọ khổ của thân này, thọ khổ của tâm này, thấy không? Rồi thọ hỷ của tâm tham này, thọ hỷ của tâm thiện này. Rồi còn một cái như là thọ xả. Thọ xả có nghĩa là một cái trạng thái nó quân bình à. Dù mình được tiền, mình được của,
đó, dù mình làm ăn mình có rất là nhiều thứ, nhưng mà cái cảm giác cái thọ đó, đó mình thản nhiên và mình rất là thích đó. mình thích thích cái này, nó không có sung sướng trong đó, mà mình chẳng hạn như bây giờ thí dụ là trước đây có người cho mình khoảng chừng 1.000 đô, ví dụ vậy đi, ví dụ cho bây giờ hiểu, trước đây có người cho mình 1.000 đô cảm thấy rất là sung sướng, bây giờ người ta cho mình khoảng chừng 500 đô mình cũng lấy, và mình cảm thấy cái sự sung sướng đó không bằng cái 1.000 đô mà nó dẫn lấy, nhưng mà cái cảm giác của nó bình thường, thọ xả của tâm tham. Một cái là cái cảm giác rất là thích thú là thọ hỷ, một cái là cái cảm giác nó bình thường là thọ xả của tâm tham đó. Rồi tâm thiện nè, tâm thiện này cũng có hai loại thọ, một cái thọ hỷ và cái thọ xả. Cái thọ xả có nghĩa là trước đây á, mình đi chùa mình cúng dường 1-2 lần thì cái tâm của mình nó rất là sung sướng đó, thì đó là thọ hỷ. Là bây giờ mình cũng vẫn làm thiện, mình cũng vẫn hành thiền, mình cũng vẫn nghe pháp, và mình thấy rằng cái trạng thái tâm này á, nó bình thường đó, nó bình thường, nó không có dạng như là nó không có cảm thấy là sung sướng nữa. Nhưng mà bởi vì các việc thiện việc lành thì vẫn làm, thì cái tâm thiện này nó đi với cái thọ xả. Hoặc là cái người mà ngồi thiền đó, cái tâm thiện mà cái tâm an lạc nó sanh khởi lên, họ không có thích, nhưng mà cứ ghi nhận thôi, cái trạng thái của họ quân bình, họ không có bị hút vô đó, nhưng mà họ ghi nhận, dù có cái tâm sân họ biết tâm sân, cái tâm phóc dật họ biết tâm phóc dật, nhưng mà cái cảm giác của họ đó, nó quân bình, thì gọi là tâm thiện đi họ xả. Cho con hỏi là sư Trí Dũng thường thường nhắc tụi con là muốn có tâm xả nó thì phải có trí tuệ. Như nãy giờ sư nói là trong đó nó có cái phần trí tuệ trong đó phải không? Tại vì giữ tâm quân bình, giàu cho mình được có 500 đô la thôi mình cũng giữ tâm quân bình, cái phần đó là trí tuệ phải không sư? Nãy giờ sư nói cái thở thôi chứ sư nói cái trí tuệ. Câu hỏi cho mình nói tới trí tuệ nè. Cái trí tuệ đó thì nó sanh trong cái tâm thủy cũng có, tâm thiện mà tâm thủy cũng có, mà cái trí tuệ nó sanh trong tâm xã cũng có. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Trong tâm xã cũng chẳng có trí tuệ, mà trong tâm thủy cũng có tâm thiện, nó cũng có trí tuệ, nhưng mà trong cái tâm xã đó cũng có cái nó không có trí tuệ, mà trong tâm thiện nó có cái nó cũng không có trí tuệ. Như vậy là cái trí tuệ này nó sanh vô trong tâm thiện có trí cũng có, mà trong tâm thiện không có trí cũng có, mà tâm thủy cũng có, tâm xã cũng có. Yeah. Ngài nói như vậy là ngài nói cái chỗ là tâm thiện mà có trí tuệ là thọ xả là đúng. Dạ. Yeah. Nó quân bình. Luôn luôn sư nhắc vậy đó, là họ muốn có tâm xả thì phải có trí tuệ, chứ không phải nói xả không. Nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều loại lắm, nhưng mà thường thường là các vị thiền sư á, họ chỉ hướng dẫn cho quý vị mấy đơn giản thôi, vì dễ hành phải không. Còn cái pháp học thì người ta phân tích ra nó rất là đầy đủ chi li, cái nào nó là cái nấy. Còn cái pháp hành đó là người ta chỉ đưa cho quý vị những cái rất đơn giản nhất. Dạ, bởi vì đúng rồi. Thì không bị rối á, biết không đó. Dạ. Cái pháp hành đó là nó rất là đơn giản, nó không có bị rối. Còn cái pháp học đó là nó rất là chi, cái nào nó là cái nấy, nó không lộn xộn. Dạ. Thành ra để cho quý vị học cho được, quý vị sẽ thấy nhờ cái pháp hành là quý vị đơn giản, quý vị tu khỏe. Còn pháp học nó cực lắm, phải rất là mất công. Cái pháp học này là cái kiến thức để mình muốn tiếp thì mình nói là như vậy đó. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn sư. Đó là lý do tại sao mà mình thấy đôi khi các vị mà học giỏi mà chưa chắc là họ đã hành được, là tại vì họ đi theo pháp học dữ quá. Còn các vị mà học, ví dụ như ngài Sủ Minh này, là ngài là giáo sư về gì đây, về vi diệu pháp, mà ngài dạy vi diệu pháp á, ngài Sủ Minh á, mà tới khi phiên mà ông thầy U Dịnh á, ngài không dạy vi diệu pháp nữa, ngài biết ông này cái tâm không có nhận được, ông là cái người không phải là cái người mà có kiến để mà tiếp thu những kiến thức ngài dạy phương pháp tập thiền không à, thấy không? Đó, thành ra mình thấy, thành ra đôi khi có nhiều người nói là tôi chỉ căn cứ lời Phật thôi, còn tôi không căn cứ vào trong các vị tổ rồi vậy, nhưng mà các ngài các vị tổ người ta hiểu cái căn cơ, người ta biết cái tính tình của mỗi người, người ta chỉ, thì cái đó cũng tốt đấy, phải không? Cái này là mình ví dụ chẳng hạn như sư từ lúc mà tôi đến giờ là cứ nghe các vị thiền sư nói, thì họ nói những chuyện đơn giản đi cho mình làm không ạ. Thành ra mình thấy bây giờ đi vô trong pháp học nhiều quá, nó rối quá, mình chịu không nổi, đơn giản vậy thôi. Chứ mình phải là mình nói là pháp học gì đây, không phải lời Phật, lại có nhiều người họ bán bổ mình, không có cái ý vậy, nhưng mà nó rối quá chịu không nổi, vậy đơn giản vậy thôi, nghe thì nghe cho biết vậy thôi, chứ còn chứ lại tùy theo sở thích của mỗi người nữa. Mà theo như bản thân của tôi cảm nhận á, nếu mà cái người mà lớn tuổi á, lớn tuổi khoảng chừng mà nhất là cư sĩ, mà người lớn tuổi nữa, thì nên đi pháp hành. Theo như cảm nhận của sư là tại vì cái pháp hành nó cần mình hơn, mình cần cái pháp hành hơn để mình hành mỗi ngày như vậy đó. Thì mình khi mà mình hành mỗi ngày như vậy đó, thì mình mới dễ xử lý được phiền não.
Còn ví dụ như những cái người mà trẻ trẻ mà thích pháp học thì mình thêm cái pháp học nữa. Còn bản thân của sư thì sẽ thích cả hai. Đó, sư cũng thích hành thiền, hành thiền sư có bỏ ngang. Đó, thì vẫn thích hành thiền, duy trì hành thiền. Đó, mà sư cũng thích học nữa. Đó. Mỗi người nó tùy theo cái sở thích à. Sư thích cả hai luôn, pháp học, pháp thành luôn. Ừ, đây là vũ uẩn là thọ rồi ha, bây giờ tới cái gì nữa? À thọ rồi. Nếu mà nói về duy trì pháp thì nó có năm thọ rồi đốt được phần thọ này, ít nhất là thọ khổ của thân, à, thọ lạc của thân, à, chưa nói thọ lạc của thân mà chưa nói, để nói cho nó xong cái thọ này đã. Ví dụ như có nhiều người đó họ nằm trên giường, họ tắm rửa sạch sẽ, họ ăn no đê, họ nằm trên giường thì cái thọ thân thức này là thân thức thọ lạc. À, cái thân của họ là vừa ăn no đê, vừa tắm rửa sạch sẽ, rồi họ vừa nằm trên giường đệm nữa. Nhưng mà cái tâm của người này, chẳng hạn người này họ nằm mà không có tu thiền, mà họ nằm đó họ suy nghĩ cái chuyện mua bán làm ăn, cái chuyện được mất, tuy rằng cái thân thức họ lạc, nhưng mà cái tâm của họ là tâm sân, họ ưu, họ khổ á, thân lạc mà tâm không có lạc. Đó là một cái. Rồi có nhiều người á, họ cũng như vậy, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường nệm, nhưng mà cái thân thức họ lạc, nhưng mà cái tâm người này có tu thiền. À, cái tâm của người này có tu thiền, khi mà họ lên họ nằm á, họ cũng chánh niệm nữa, là họ niệm hơi thở, họ niệm tâm như vậy. Thì cái người thứ hai này á, là thân của họ là vừa lạc mà tâm của họ là tâm thiện tọa xã. À, thì cái hạng người này là tốt nè. À, cái hạng người này là dù cái thân họ khổ, họ cũng có tu thiền nữa, mà cái tâm họ lạc, cái thân của họ lạc, họ cũng gặp cái tu thiền nữa. À, bởi vì thấy như nhà vua, ông vua mà ông lo việc nước non chiến tranh rồi đó, giờ dù ông ăn sơn hào hải vị, rồi ông bận lông bào đồ ha, cho thật là êm ái, ông nằm trên giường đệm, nhưng mà cho nó suy nghĩ về đất nước, suy nghĩ về làm sao cho bá tánh này kia nọ được sung túc này kia nọ, cái tâm nó lo hoài vậy, thì dù cái tâm nó khổ, đó, cái tâm nó cũng thọ khổ, thọ u. Đó, như vậy thì mình có thân, mình có thọ lạc và thọ khổ, ha. Cái tâm mình thọ ưu là thọ khổ đó, rồi cái tâm của mình là thọ hỷ và thọ xả. Vậy là tổng cộng theo quy vị pháp á, là phân tích ra có năm loại thọ. Năm loại thọ. Rồi bây giờ qua một cái nữa là sắc thọ tưởng. À, tưởng là cái này là mấy người hành thiền là ưa bị nhất, ưa bị kẹt nhất. À, tưởng là những cái gì mà sinh hoạt trước đây. À, bây giờ sinh hoạt trước đây, đời sống trước đây, rồi bây giờ vô ngồi là bắt đầu nó tràn lại. À, chẳng hạn như là trước đây mình thường sống trong một cái hoàn cảnh rất là hạnh phúc. À, thì bây giờ khi mà mình ngồi hay là mình nằm á, thì nó cứ nhớ lại cái đó, nhận ra cái chuyện đó. À, tại sao mình ngồi thiền, mình cũng là một tiếng động nó sanh khởi lên, cũng là âm thanh đó nó sanh khởi lên, âm thanh là tiếng động, mà tại sao mình nhận ra được con gà, mình nhận chó, nhận tiếng máy bay, nhận tiếng đó là tiếng xe, mà mình cũng nhận được cái tiếng đó là tiếng của con người ta ho. Thì bởi vì tất cả những cái này là đều có cái tưởng. À, nếu mà mình đi á, mình đi mà mình không có cái tưởng này là mình không biết đường mình về đâu, mình đạt luôn á. Thấy không? Tưởng là nó nhớ ra, nó nhận ra. Đó, nó nhận ra cái điều đó. Đó, mình thấy ra mình không thể nào mà cái, bởi vì các ngày thì xưa là nói rằng là ký ức là sẽ không bao giờ xóa nhòa, ký ức là tưởng đó. À, mà cái này hơn, có đôi khi hơn nó nhớ kỹ lắm, cái từ hồi còn nhỏ cái chuyện xảy ra như thế nào, bây giờ nó ngồi thiền tự nhiên nó nhớ lại y chang đó, là nó làm việc y chang vậy đó, nhớ lại những cái câu chuyện mới xảy ra đây vậy đó. Đó, thì trong cái tưởng này á, cái tưởng này là vui cũng có mà buồn cũng có, mà phần đông mà cái buồn mà nó sanh trở lại đó thì người ta cảm thấy rất là khổ, là bởi vì nếu mà không xử lý được, cho rằng là cái này là tôi, cho rằng là mình, cho rằng cái câu chuyện này là của mình, đó, thì làm mình khổ. Còn thí dụ cái tâm tưởng mình nó quay trở lại đó, nó nhớ lại đó, thì cái người này chỉ cần có chánh niệm thôi, hay biết cái sự nhớ lại nó đang có mặt rồi, chỉ hay biết đó thôi, chánh niệm đó thôi là tự động chặt nữa là nó mất. Mà bây giờ nó có sanh trở lại chăng nữa thì cái người này họ cứ chánh niệm tiếp mà không có đi theo cái nội dung của câu chuyện đó, thì phiền não nó không có cơ hội nó vô. Còn cái này khi mà cái ký ức mình nó sanh trở lên á, mình đưa mình vô đó, mình nghĩ rằng cái này là tại vì người ta làm cho mình đau khổ, tại sao người ta phải làm như vậy đó. Tại sao người ta phải làm như vậy? Đó, hay là mình một thời cũng như là vàng kim son vàng của mình, bây giờ nó hết được đau khổ đó,
nhớ là đưa tôi ta đó khởi động được phiền não. Thì cái tưởng này nó có 6 loại. 6 loại: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Là sắc tưởng là sao? Sắc tưởng có nghĩa là mình nhìn, mình thấy cảnh sắc. Bây giờ mình nhìn lại mình biết, bây giờ mình ngồi đó bắt đầu mình nhớ lại, đó là cảnh sắc, gọi là sắc tưởng. Sinh tưởng là âm thanh đó, vì là âm thanh đó. Đó. Như vậy là cái tưởng quẩn này nó cũng có một cái nhóm của nó, là có 6 cái luôn: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Đó, mình nhớ lại. Cái tưởng đó phải là sanya hả thưa sư? Đúng rồi, sanya đó. Sanya đó. Quý vị thấy rằng là khi mà mình nhìn một cái gì đó, bây giờ nhìn cái ly đi. Quý vị nhìn cái ly đi, thì trong đây nó có 2 cái. Cái mà bây giờ mở mắt đâu gì thấy á, là cái tâm, là cái tâm nhãn thức, cái bắt cảnh sắc thôi. Nhưng mà nó nhận ra cái đó, cái ly á, là sanya đó. Thấy không? Nó cũng biết, nhưng mà một cái biết của thức, một cái biết của tưởng. Cũng một cái nhìn, nhưng mà nó có 2 cái. À, 2 cái mà nó nhìn cái cảnh sắc đó, mà nó thấy cảnh sắc nó vô thường, thì nó cộng thêm cái nữa là trí tuệ. Như vậy là chỉ một cái nhìn thôi mà nó có tới 3 cái lên: cái nhìn của thức, cái nhìn của tưởng và cái nhìn của trí tuệ. Và cái nhìn nhớ lại là cái nhìn của tưởng. Bất cứ những cái gì mà nó nhớ lại, nó biết cái đó là tưởng hết, là lập đại. Mà cái tưởng này nó không rời xa mình đâu, tại nó là thuộc trong 5 quẩn mà luôn nó có. Nó chứ đừng bao giờ nói là tại sao mình ưa nhớ lại những cái chuyện đau khổ, chuyện đau buồn. Tại vì nếu mà mình có tu á, thì những cái chuyện nhớ lại, cái chuyện hạnh phúc và đau buồn thì nó không tác động tới. Nếu mà có tu mà, còn nếu mình không có tu á, thì nó làm cho người ta khi mình nhớ lại bắt đầu kêu luôn. Rồi bắt đầu nó suy nghĩ quá, rồi bắt đầu thì nó dẫn lên trầm cảm, dẫn căng thẳng. À, người ta nói là người ta muốn xô đẩy cái này đi được, muốn xô đẩy cái tưởng này ra ngoài, nhưng mà sao xô đẩy được, nó là sao xô đẩy, nó sanh tiếp tục mà. Chỉ cần có chánh kiến thôi, thấy nó sanh lên biết có nó có mặt. Chánh niệm. À, chánh niệm là một cái trạng thái tâm nó hay biết cái điều đó, mà nó không đi theo cái điều đó. Sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn. À, bây giờ nói tới cái hành quẩn nè. Hành quẩn, nhưng mà nói tới cái hành quẩn á, cái tâm sở của trong quy diệt pháp thì nó có 52 cái đặc tính. À, gọi là tâm sở. Quý vị có thường nghe tâm sở không? Sở hữu tâm á. Quý vị chưa muốn hỏi quý vị cư sĩ á, quý vị Phật tử á, quý vị có thường nghe là cái hai cái từ là tâm sở hay là sở hữu tâm không? Dạ có sư. À đó. Nếu mà quý vị có nghe thì sư mới nói được. Còn quý vị mà chưa bao giờ từng nghe thì sư hạn chế nói. Còn nếu mà quý vị đã từng nghe rồi thì sư nói. À, trong 52 tâm sở là 52 cái pháp. À, mỗi cái thì một cái đặc tính nó khác nhau. À, chẳng hạn như là tính. À, tính mà trong tâm thiện á, thì cái đây là niềm tin. Đó là một cái tâm sở thiện. Niệm là nó cũng là một tâm sở. Nhưng mà tâm sở tốt. À, rồi vô tàm. À, vô tàm có nghĩa là nó ghê sợ với những cái điều ác xấu. À, vô ý là nó hổ thẹn, là mất cỡ với cái điều ác xấu nó không làm. Đó, thì mỗi cái tâm sở nó có một cái đặc tính như vậy. Đó là cái này là tôi nói thiện. Còn giờ nói về cái phần bất thiện á, là thí dụ là si. À, si là một cái pháp xấu. Si là tối mê, tối mịt, không biết gì hết. À, không? Tối đen, tối thui, không hiểu gì hết. À, vô tàm. À, cái hồi nãy là tàm, cái hồi nãy xin nói là quên, cái hồi nãy là xin nói là tàm, còn cái này là vô tàm nè. Vô tàm có nghĩa là nó không có ghê sợ tội lỗi. Vô ý có nghĩa là nó mất cỡ tội lỗi. Đó thì mỗi cái tâm sở nó có một cái đặc tính pháp. Thì cái này nó không đi riêng một mình nó được. Cái này nó không đi riêng một mình nó được, mà nó phải đồng sanh với cái tâm. Đấy, hạn như cái tâm sân nó sanh lên thì nó có bao nhiêu cái phẩm chất này để kết hợp với cái tâm thân đó. À, thì cái phần 52 cái này đó, thì cái thọ quẩn là cái tưởng quẩn mình nói ra, mình trừ nó ra thì còn 50 cái còn lại. Đó, hành quẩn. Ví dụ là tâm sở tà kiến thì nó đại diện cho một cái hành quẩn á. Còn ví dụ là tâm tham thì nó cũng là một hành quẩn. Đó, còn tâm ganh tị là nó thuộc về hành quẩn. Cái sở hữu tâm nó hướng đến đời mục á, niệm thân niệm thọ, hoặc là nó hướng đến đời mục mà chuyển định á. À, như vậy là hành quẩn là nó có 50 pháp, nó trừ cái thọ với cái tưởng ra thì nó gọi là hành quẩn. Hành quẩn nó có nhiều lắm, thiện có, bất thiện có. Đó. Rồi trong đó nó có giới phần,
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó thuộc về hành quẩn. Sở hữu trí tuệ thì nó cũng thuộc về hành quẩn. Đó. Nhưng mà cái hành quẩn này nó không bao giờ đi mình nó được. Nó phải cái hạn như là sở hữu trí tuệ mà nó muốn có mặt đó, thì nó phải đồng sanh với tâm thiện. Đó. Chứ nó không đi mình nó được. Nó đi rất là nhiều cái đặc tính, nó đi chung với một tâm thiện thì nó mới có trí tuệ. Trong đó là nó có chánh niệm. Đó. Rồi khi mà nó có trí tuệ, nó sanh chung với lại cái tâm thiện đó thì nó vô tham, nó có vô sân, đó nó đi cả một cái nhóm vậy đó, vô tham vô sân. Cái tâm chánh niệm nó sanh khởi lên thì trong đó nó có vô tham vô sân, trong vô có nghĩa là không, trong cái thời điểm đó nó không có tâm tham, và trong cái thời điểm đó nó không có tâm sân, gọi là vô tham vô sân. Vậy mình nói tóm tắt lại, mình nói cho dễ hiểu mà đơn giản nhất, cái hành á, tức là nó muốn nói là cái khía cạnh thiện ác của tâm, phải không sư? Đúng rồi, đó cô hiểu vậy là đúng đó. Hành là nó nói về cái khía cạnh thiện ác của tâm, và mình nói gì cho dễ hiểu hơn là hành quẩn đó. Dạ, con chỉ nhớ cái đơn giản nhất hành, tức là những khía cạnh thiện ác của tâm. Nhưng mà con muốn có câu hỏi là như vậy, giữa cái hành với cái nghiệp đó sư, ngày hôm qua tuần trước sư có nói nghiệp với là hành động á, thành ra con hơi nhập nhòa giữa hai cái. Như vậy cái hành đó với bên đây là cái nghiệp là hành động, hai cái nó có dính gì nhau không sư? Hành động là nghiệp đó. Hành động là đó. Nghiệp đó. Hành động là nghiệp, như vậy là nó có cái hành ở trong không? Nó là cái hành không sư? Nghiệp nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là hành động. Hành động. Đạo tác. Dạ. Yeah. Mình biết là sự đạo tác đó là nghiệp. Dạ. Yeah. Còn hành là nó không có dính gì tới hả sư? Hành là mình nói là khía cạnh thiện ác của tâm, nhưng mà nó không có dính tới hành động, không dính tới cái nghiệp. Cái này là mình đang phân tích trên Vi Diệu Pháp, là nó có 52 cái 50 cái tâm sở về hành quẩn. Dạ. Yeah. Và cái hành này nó có phải là nghiệp không? Thì cái hành này, nếu cái hành này là nghiệp đó. Đó thì con muốn hỏi chỗ đó đó, hành đó nó có dính tới đó. Dạ. Nó đi nhiều nhiều thứ đâu phải, hai cái hành này nó phải đi không? Hành này nó sanh lên rồi nó đi xuyên qua ba cửa hoặc là ba môn, có nghĩa là thân môn là thân của mình này. Dạ. Ý môn đó, môn là cửa. Dạ. Đó. Dạ. Hoặc là nó đi qua thân khẩu ý, nói gì cho người ta dễ hiểu hơn. Bỏ chữ môn đi, cái hành động này là cái nghiệp, nó sanh khởi lên đó, thì nó đi xuyên qua ba thân khẩu ý. Yeah. Ý mình suy nghĩ thiện hay là bất thiện thì đó là hành quẩn và nghiệp đó. Dạ. Yeah. Con hiểu rồi. Dạ, con cảm ơn. Ví dụ chẳng hạn như thế này có phải đúng không này? Khi mình làm một cái hành vi ác, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình sát sanh đi, có vậy không? Khi mà mình suy nghĩ mình mà sát, trước khi mình sát sanh đó, mình phải suy nghĩ cái con vật này mình giết đi để mình ăn, ví dụ chẳng hạn như vậy, thì cái sự suy nghĩ thôi là hành rồi, rồi mình ra cái trong sự suy nghĩ là có hành động nữa, thì cái đó mình gọi là tạo nghiệp, có vậy không? Yeah. Như vậy thì cái nghiệp nó nhiều yếu tố của hành hơn là yeah. ý hành rồi khẩu hành đó, thấy không? Chứ đâu có phải là chỉ cái hành là có nghiệp không thôi. Nghiệp rất có nhiều cái sở hữu tâm khởi sanh lắm để tạo nghiệp, phải vậy không? Dạ đúng rồi, dạ. Nó có nhiều lắm. Đơn giản là ví dụ cái tâm thiện sanh khởi lên mà làm việc thiện á, thì trong đó nó trước nhất là nó có 19 cái. Đó, 19 cái này là luôn luôn nó không có tách rời ra. 19 cái. Là bởi vì không còn nhớ thì chỉ nói thôi, bởi vì không cần cái gì mà 19 cái này nó sanh đi làm tâm thiện thì nó có này. Tính này, niệm này, tàm này, quý này, vô tham này, vô sân này, hành xả này, tịnh thân này, tịnh tâm này, khinh thân này, khinh tâm này, du thân, du tâm này, thích thân này, thích tâm này, thường thân này, thường tâm này, chánh thân, chánh tâm. Thì 19 cái đặc tính pháp này nó sanh lên cho một cái tâm thiện nghị làm gì cố thí hay là cố thiền. Đó, như vậy là nó đi chung 19 cái ngang chưa hết đâu. Nếu mà quý vị có tác ý giữ giới nữa thì nó sanh 3 cái nữa. Là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 3 cái tâm sở này nó sanh lên trong cái tâm thiện luôn. Đó. Rồi ví dụ quý vị có lòng bi có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thương xót được cái sự đau khổ chúng sanh. Đó, hỷ có nghĩa là quý vị quan nghĩ theo cái nhân và cái quả của chúng sanh, thì hai cái này bi và hỷ nó sanh lên trong tâm thiện nữa. Đó, là 19 nó cộng với 2 nữa là 21 cộng với 3 nữa là 24. Rồi nếu mà quý vị mà tu thiền mà quý vị quán thì thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc thì thêm trí tuệ nữa. 25. Đó, mà nhưng mà
Nhưng mà trước nhất là 19 cái luôn nó có mặt. Còn mấy cái kia là nó rải rác. Khi nào mọi vị có giữ giới thì mấy cái kia nó mới sanh lên. Khi nào mọi vị có trí tuệ thì trí tuệ nó mới sanh lên chung với tâm thiện đó. Khi nào mọi vị có tâm bi, tâm hỷ thì cái tâm, cái sự hồ hy, bi hỷ này nó mới sanh lên. Còn nếu không thì nó chỉ là 19 cái kia thôi. Mà nó không có trí tuệ, cũng là tâm thiện mà là không có trí tuệ. Đó là nó như vậy. Cho nên sơ sơ là mọi vị mới là một cái tâm thiện mà nó sanh lên, nó có nhiều cái đặc tính pháp nó sanh thiện đó. Ví dụ khi một cái tâm thiện nó khởi sanh lên, mình tạo ra một cái hành vi cử chỉ gì đó, tạo ra một cái thiện nghiệp, thì rất nhiều cái sở hữu tâm nó đã sanh rồi, rồi mới làm được cái này, có vậy không? Dạ đúng rồi. Do đó mình không thể nói cái hành và cái nghiệp giống nhau, nó là muốn có cái nghiệp thì phải có cái nhiều cái hành này mới tạo thành ra cái nghiệp được. Tác y rồi để nhớ tưởng, ngay cả có cái nhớ tưởng rồi trong đó nữa, tất cả đều là cái sở hữu tâm không à? Đó, tất cả những cái nó gộp lại nên để trở thành một cái nghiệp nào đó, mình tạo một cái nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp tốt gì cũng vậy. Không biết cô Oanh cô cầm được cái này chưa? Dạ được, dạ con hiểu rồi, dạ được rồi, để về nghe lại. Dạ. Sanh khởi là một cái ý hả? Sanh khởi là một cái ý để nghe pháp. Đó thì nó có rất là nhiều cái đặc tính nó sanh theo. Rồi sau đó mình nghe pháp và mình có chú ý có tác ý đó thì sau này mình từ mình sanh ra đó. Tại vì cái nghiệp này nó cho ra cái quả. Mình sanh ra đó, mình là cái người từ khi mình sanh ra là mình cho nó cho cái quả như vậy, là mình là người thông minh đó, gọi là có trí tuệ bẩm sinh á. Mình sanh ra là mình cái người có trí tuệ bẩm sinh là do nó cái nhân mình nghe pháp hoặc là mình tu thiền đó, thì do nó cái nhân đó thì nó mới cho ra cái quả đó. Và cái quả đó nó không những rằng nó sanh ra để cho mình là cái người thông minh, mà mình còn cái người đó có nghĩa là sau khi mà mình cái quả đó thì nó không bao giờ nó đưa mình xuống bốn đường ác đạo mà nó đưa mình về lại có vui đó. Cái quả của cái tâm mà mình nghe pháp mình là thiền đó à, là cái nghiệp đó, cái hành đó chúng ta cho kết quả. Quả đã được sanh được có vui do nó cái tâm thiện đó, cái nghiệp là nghiệp thiện đó. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn sư. Vậy là sắc này, thọ này, tưởng này, hành. Đã còn cái nữa là thức. À, bây giờ gì bắt đầu hiểu được là năm quẩn rồi phải không? Ngũ quẩn rồi phải không? Đáng lẽ tôi nói vậy mà bây giờ hiểu không? À, dạ, được rồi đó, được rồi. Thôi bây giờ nói về cái cuối cùng đi. À, cái cuối cùng là cái thức nè. Cái thức của nó là 121 thứ tâm được. Cái thức của nó đó, cái tâm của nó 121 thứ tâm. Thì gọi là thức. Thức là đơn thuần cái bản chất của thức là nó chỉ biết cảnh thôi. Nó không có làm gì hết, nó chỉ biết thôi à. À, nhưng mà nó biết như thế nào, nó sẽ có những cái phần thủ này nó sanh trong cái thức đó. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ cái tâm sân đi, để cho dễ hiểu. Ví dụ mình thấy một cái đối tượng nào họ đến đó, họ đến họ xin mình, họ xin một ví dụ mình có hai ba cái đồng hồ đi, nói là sư cho tôi xin cái đồng hồ đi, thì mình cảm thấy mình khó chịu, cảm mình khó chịu thì cái đó là tâm sân. Nhưng mà một cái đặc tính nó sanh lên nữa là mình một cái đặc tính nó một khổ sẻ mình không cho à, mình không cho, thì như vậy là một cái tâm sở sân nó sanh lên và một cái tâm sở khổ sẻ nó sanh lên. À, thì nó quyết định được cái trạng thái đó là mình không có cho cái đồng hồ đó cho cái người kia. Đó, như vậy là thức chỉ là biết thôi, là biết cảnh thôi. Nhưng mà biết như thế nào đó thì mấy cái sở hữu này nó sanh lên định tính cho cái sự biết đó. Và thế hạn như là tâm tham mà vì thế. Tâm tham thì nó cũng có ba loại. Một loại là đơn thuần là nó chỉ biết cảnh là thức thôi. À, nhưng mà trong đó nó cũng có tâm tham nó đi với tà kiến. Đà, tích mà tích hiểu sai hiểu lầm, tâm tham mà đi với lại ngã mạn, à, thấy không? Tâm tham mà đi tà kiến, mà tâm tham đi ngã mạn, đơn thuần là tâm tham như là tích thôi, à, nó có nhiều cái đặc tính nó đi với cái tâm tham đó, mà tích đơn giản là nó chỉ biết cảnh thôi, à, thì nó có 121 thứ tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi là, tâm quả là tâm nhãn thức mình thấy cảnh sắc, rồi trong đó là có tâm di tác, tâm là những tâm cái hành động của Đức Phật cái bậc A-la-hán mà trong cõi dục này, chẳng hạn như là một vị đắc A-la-hán mà chưa có chết, đó ngài còn trong cõi dục, đó trong cõi dục là cõi người này, đó có nói cõi người cho mình dễ hiểu, cõi dục họ ngài còn đi bát, còn đi giảng đạo thuyết pháp, thì khi mà vị mà đắc A-la-hán rồi đó thì mấy ngài sử dụng cái tâm di tác trong cõi dục, à, tại sao ta gọi là di tác? Bởi vì di tác là những cái hành động làm mà nó không có kết quả về sau. Chẳng hạn như ví dụ người phạm mà thuyết pháp á, thì sau này là cái người có trí tuệ. Còn cái vị A-la-hán là thuyết pháp, nhưng mà sau này nó không có cái quả gì hết. Nó chỉ có hành động làm thôi mà không có quả gì hết. Gọi là di tác. Đây là cái tâm của vị A-la-hán là cái tâm của Đức Phật.
À, con nhớ sư Trí Dũng nói cái thức là cái tâm ngu của sư. Là nó chỉ biết thôi à. Đó là nó trong các căn chắc à, nó trong các căn á. Dạ dạ, nó, sư nói là các căn á. Thức chỉ là đơn giản là trong trong hành thiền cái pháp tu niệm xứ người ta chỉ nói nhắc nhở mình nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức rồi vậy thôi à. Còn mà nói thêm nữa thì người ta không thấy nói. À, thường nếu mà người ta nói về tâm á, thì ta nói cho con rất nhiều loại, chẳng hạn tâm tham sân si. Mà người ta nói về cái lĩnh vực quẩn á, thì ta gọi là thức quẩn, giống ai nói tâm quẩn hết á. Dạ. Có bao giờ tâm quẩn phải không? Dạ. Nhưng mà ta nói thức quẩn là nó gồm cả 121 thứ tâm, trong đó là có tâm tâm đạo, tâm quả, tâm thiền luôn, thiền định luôn, tâm thần thông luôn. Đó. Rồi những cái tâm quả mà sanh sau này nó sanh lên á, nó sanh lên nó làm việc tục sinh cho các cái vị phạm thiên ở trên cõi phạm thiên á. Đó, thì đó nó cũng thuộc về phần thức quẩn. Rồi cái tâm mà cái tâm tái sanh này nó cũng thuộc về thức quẩn, mà cái tâm nhãn nghĩa tưởng thị thân nó cũng thuộc về thằng thức quẩn. Nói chung ra là hết là 121 thức tâm là gọi là thức quẩn. Nhưng mà cái trong cái căn đó, thì cái thức đó là có đặc biệt không? Sao trong sáu căn này đó, cái thức của trong sáu căn này là gọi là cái gì? Nó có một cái tên gì đặc biệt không? Cái đó thì cái đó, cái thức ở trong sáu căn này nó được gọi là tâm nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thức, thần thức. Thế thôi thôi hả? Đó, dạ, cái chức năng của nó đó đơn giản là chỉ biết cảnh sắc à. Đó, thế không? Chứ nó không phải là, nó không phải là tâm tham nghe, mà cũng không phải là tâm sân trong đó nghe. Ừ. Nó chỉ là ví dụ cái tâm nhãn thức đó, thì nó đơn thuần nó chỉ biết cảnh sắc rồi nó diệt đi. Mà ví dụ mình thích á, mình thích hay là mình sân hận thì là cái tâm khác, chứ không phải là cái tâm nhãn thức đó. Thì đúng rồi. Dạ. Nhưng mà như vậy người ta nói ngu là tại vì vậy nó chỉ biết cái cảnh đó thôi. Đó. Dạ, đúng rồi, nó chỉ biết cảnh đó tại cái tâm đó tâm quả. Ừ. Nó chỉ biết cái cảnh đó thôi, nó không có biết cái gì ngoài cái đó, thành ra gọi là được dùng chữ ngu là tức là chỉ nhận ra vậy thôi à. Đúng rồi. Rồi hiểu. Cảnh nè. Chẳng hạn như là cái tâm nhị thức là có nghĩa là cái bổ phận của nó, cái tác dụng của nó chỉ biết tâm thầm thôi. Cái ngồi cái đó ra không thấy cảnh sắc. Ừ. Nó không nếm được mùi vị. Đó. Thì gọi là năm cái này là nó có năm cái biết nó khác nhau. À, nhãn thức là biết cảnh sắc. Nhị thức là biết âm thanh, tiếng động á. Thị thức là nó nương vào hệ thần kinh tỷ mà nó bắt được cái mùi, đúng không? Thiệt thức là nó nương vào một cái hệ thần kinh lưỡi nó bắt được cái vị chất. Thân thức là nó nương một cái tâm đó, nó nương vào hệ thần kinh thân mà nó cảm nhận được cảm xúc. Đó. Như vậy thì mỗi tâm nó biết mỗi cảnh chứ đâu phải là mình biết. Mà nhưng mà mình phải nói với người ta là hôm nay tôi thấy cái cảnh này nó đẹp quá, tôi thấy cái tác giả này đẹp quá. Tôi thấy cái hôm nay mình đi chợ mình mua cái sách giả này thấy nó mịn màng nó đẹp quá, thì do nó mình phải dùng cái những cái sự giới định đặt ra mình sinh hoạt với nhau. Chứ thực sự ra nó không phải của tôi, nhưng mà cái tâm đó chỉ biết cảnh thôi. Mà do nó mình nhìn thấy đó, xong mình khởi lên một tâm tham, mình nói ô cái tấm giả này nó đẹp quá ha, cái này nó mềm mại quá, thì cái đó là do nó con mắt mình thấy mà tâm tham nó sân khởi lên. Đó. Nó đi cả một quy trình nó vậy đó. Rồi tức quẩn đó là xong rồi. Giờ nó năm quẩn nhưng mà còn những cái phần còn lại chưa có nói, là chắc là để là kỳ tới mới nói. Kỳ tới chắc là để sư có tiền rồi máy móc thì nó đàng hoàng. À, kỳ tới là sẽ nói những cái nói những cái gì để coi thử. Đây kỳ tới sẽ nói về bảy sụ biến hành này, bảy sụ biến hành đó, rồi nói về sự cắt ý. Rồi chữ hữu nữa. Rồi về hữu ở trong thập nhị nhân duyên. Dạ hữu trong thập nhị nhân duyên nữa thì kỳ tới chắc tôi nói với giờ hết giờ rồi. À không thì nói chuyện vậy đó, từ tới đó. Ừ. Từ tới là sẽ nói ra cái hữu trong thập nhị nhân duyên như thế nào. À. Nhưng mà bây giờ sư xin hỏi sư Phước Thái một câu cuối cùng này, nói về vấn đề ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe một cái âm thanh nào đó. Phải không? Cái tâm mình nó chỉ nhận biết cái âm thanh mà thôi. Cái đó gọi là thức. Phải vậy không? Tâm nhĩ thức vậy không? Nhưng mà khi mà nhận biết ra âm thanh rồi đó, bắt đầu nó tâm tham nó khởi sanh lên, nó thích cái âm thanh đó, thì cái sự thích này đó cũng gọi là cũng gọi là thức nữa, hay là gọi là cái tâm? À, cái thích này thì nếu mà nói về tâm thì nó gọi về, nếu mà nói về cái chỗ mà ta nói về tâm á thì là nói tâm tham. À. Còn nếu mà ta nói về ủng á thì cái này đã thuộc về thức ủng. À, thức ủng hả? Dạ, thức quẩn, cho nên có năm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì cái tâm tham này nó nằm trong thành phần thức quẩn. Mà nếu mà người ta chia về năm quẩn thì mình sẽ nói rằng đó là thuộc về phần thức quẩn.
Tại vì mình đang nói về tới lỗ tai vậy đó, mình nói là thức uẩn. Dạ, nó thuộc về thành phần của cơ. Nếu mà nói về tâm uẩn á, thì cái tâm tham đó nó thuộc về thức uẩn. Còn nếu mà người ta nói về vấn đề sau cái nhìn cái thấy mà cái tâm tham thanh lên đó, thì ở đây người ta đang phân tích là tôi nói tâm tham tâm sân tâm si, thì lúc đó là mình phải nói cái này là tâm tham. Nhưng mà vì nó liên quan tới cái lỗ tai cho đó, người ta nói tâm tham nó khởi sanh với thức uẩn, không? Đúng rồi. Không. Nếu mà con nói, nếu mà thí dụ ngày mà dạy thiền hay là người ta dạy thiền đó, mà người ta nói là do nó cái nghe này mà cái tâm tham nó sanh lên đó, thì lúc đây á, thì người ta nói rằng là người ta đang phân tích về một cái á, là tâm, nó là cũng là tâm nhĩ thức. Nếu mà nói về tâm thì nó cũng là tâm nhĩ thức, còn cái kia thì nó là tâm tham. Mà nếu mà ta chia về cái phần năm quẩn á đó, thì người ta nói tất cả 121 cái tâm là thuộc về thức quẩn. Tại vì do người ta chia ra này, tâm này, ý này, thức này, danh này, nó đều đồng nghĩa hết là biết, nhưng mà nó có những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như là ví dụ là tâm nhĩ thức thì nó biết về cảnh thinh đó, và tâm tham thì nó biết cảnh pháp đó. Tôi cảm thấy đi cho nó thêm nữa chắc không hiểu đâu. Pháp mà pháp cao siêu lắm chứ đâu phải giỡn chơi, thấy không? Thành ra khi, nếu mà muốn học á, thì thôi không biết chừng nào trong này mình cho nó hết. Thôi tôi chắc mà hết giờ rồi, thôi để cho sự cái nghỉ đi. Cái giờ rồi, mô Phật. Rồi dạ, hết giờ thì mới bắt cho nó đàng hoàng. Dạ, mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phong đều chúng con. Hộ trì Phật cao tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Thuộc cánh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng lâu. Chúng con vui thú cao màu, tu hành tịnh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa thu lành thai con cảm.